Và có nhân tiện tuần vừa rồi thưa các bác là có 5 người Việt Nam bị bắt ở tại Nhật. Cái cộng đồng Việt Nam mình á là Cộng Rồi hòa xã hội chủ nghĩa sản xuất người đi ra hải ngoại để ăn ăn cắp. cắp. Cái chuyện tôi nói rằng á Con người là con người. thế giờ cho mấy ông nghị viên này Westminster này À, là là cái sao? gì đây, Việt Nam Cộng Hòa không đây? Ở Việt Nam Cộng Hòa là sản xuất ra người tham nhũng đấy, cái dòng máu tham nhũng à, hay là dòng máu Lạc Hồng hay dòng máu anh hùng Đây đấy, là mấy tôi ông không đó thể cơ. nói được như vậy. Cái chuyện cá nhân đấy nha, 5 người kia và rất nhiều người ở đây, những người Việt Nam ở đây này đi vào đi ăn cắp siêu thị là bị bắt Chữ này, gì? này rồi đi. Mới đây là cái vụ mà cái cô mà ấy giết người đó, giật cái bóp của một bà Việt Nam bây giờ đã bị 42 năm tù. Thì cái người đó là cái gì, là người Việt Nam Cộng Hòa, đừng có nói như vậy. Đấy. Các anh Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại này các anh bí rồi, các anh không còn một cái đề tài nào gì để chế giễu cộng sản nữa. Trước cái sự thành công của hội nghị cấp cao APEC 2017, trước cái lời tuyên bố của ông Donald Trump, tờ báo Người Việt này là một tờ báo ủng hộ cho Đảng Dân Chủ. Ngày xưa đó những người ứng cử viên của Mỹ mà Đảng Dân Chủ nó rất được tờ báo Người Việt, cũng giống như là tờ Little Sài ủng hộ Đảng Dân Chủ mạnh mẽ lắm. Mà trong khi cộng đồng Việt Nam nó chống cộng nó thì lại thích Đảng Cộng Hòa. Đấy. Cái vấn đề đó thì chúng tôi cũng xin được nói sơ qua về cái vấn đề mà cái việc mà thành phố Westminster, chúng tôi sẽ có một cái live stream Trả lời sao? trong tuần này, chúng tôi sẽ nói sâu và nói chi tiết nhiều hơn, tại vì chúng tôi mới thu lượm được rất nhiều chi tiết liên quan tới các ông này, và mình sẽ nói lên cho các ông. Chỉ một điều là chưa, các bác sẽ nói hơi tục là cô thi võ này, hay là nói riêng, hoặc là tờ Orange County vote. Cái tiếng nói của quận cam này không, đã đúng ngày 22 đã tặng cho các hội đồng thành phố Westminster là một món quà Giáng sinh rất là đẹp. Và tôi hỏi các bác đã hỏi là các món quà gì không, là bài báo à bác, là không, cái bài báo nó chỉ là cái vấn đề mà họ nói thôi, còn cái món quà đây á là cái tã lót dành cho người dơ lớn, tức là ở viện con nít cũng có tã lót, và các những người mà đang ở Nhập các sinh trung luôn. tâm dưỡng lão nó, họ cũng phải mặc ra cái, tại vì những cái người đã đi tới một cái trình độ, cái giai Trình độ đoạn thì nhà ngoài rồi. trình độ, cái giai đoạn á không thể điều khiển được cái cơ Vâng. thể, thành ra phải mặc cái đai bờ đó, mà khi mà làm vệ sinh nó tự động vào làm trong trong đó. Thì các ông nghị viên này tuần vừa rồi chắc là không có một cái buổi Giáng sinh tốt đẹp, bởi vì đang mặc cái đai bờ trong người, tức là cái tã lót người lớn. Đó là cái món quà mà tờ báo ra là tiếng nói quận cam đã tặng cho hội đồng thành phố. Có lẽ là mình cũng